Thưa đại chúng, trong cuộc đời này có rất nhiều hạng người, những người khổ đau, những người hạnh phúc, những người giàu sang và những tầng lớp là nghèo hèn, người an lạc, kẻ rối rắm. Thì tất cả những hạng người đó, thông thường người ta cho rằng đó là số phận. Mà kết quả là số phận, mà nhân duyên của nó, nguyên nhân của nó là gì? Thông thường có một số người cho rằng đó là do mình sinh ra trong cái ngày tháng năm tốt hay xấu. Về thân tướng á, thì tướng cao, tướng thấp, tướng lùn, tướng mập, mắt tròn, mắt dài, mày ngài, mắt phụng, miệng trái tim, vân vân. Về đời sống hôn nhân gia đình thì người ta cho rằng là hai người đó cưới nhau tuổi nó hợp hay không hợp. Thì điều này tôi cũng xin mượn một cái ví dụ của ngài Bodha Gosa trong Thanh Tịnh Đạo, cũng ví như con chó mà khi bị một người ném cục đất trúng cái thân hình của nó, thì nó nghĩ rằng cái cục đất đó chính là thủ phạm gây nên cái sự đau của nó. Nó cắn cục đất. Nhưng con sư tử thì không, thưa quý vị. Con sư tử khi mà có một người thợ săn trong rừng dùng cung tên để bắn nó, lúc bây giờ nó chuyển sức mạnh tấn công cái người bắn nó, mà nó không tấn công ở cái mũi tên. Quý vị thấy con sư tử khôn hay là con chó khôn, thưa quý vị? Con sư tử rất khôn. Khi mà bàn về số phận, có một vị cao tăng nói như thế này: hãy cẩn thận khi gieo một tư tưởng, vì tư tưởng nó sẽ trở thành lời nói. Hãy cẩn thận khi gieo một lời nói, vì lời nói nó sẽ trở thành hành động. Hãy cẩn thận khi làm một hành động, vì hành động nó sẽ trở thành thói quen. Hãy cẩn thận trong thói quen của mình, bởi vì thói quen nó sẽ trở thành tính cách. Hãy cẩn thận trong tính cách, vì tính cách đó nó quyết định cuộc đời, nó quyết định cho số phận của bạn. Vậy thì hôm nay tôi đến đây để chia sẻ cho đạo tràng chúng ta, đề tài là số phận. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, trong di thức Tam Thập Tụng có một câu mở đề như thế này: như thế tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã. Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã. Như vậy thì chúng ta muốn cho đời sống của chúng ta được có an lạc, hạnh phúc hay rối rắm khổ đau, giàu sang hay nghèo hèn, chính do mọi chúng ta tạo nên mà thôi. Không có một đấng thần linh nào, không có một đấng tối cao nào có thể ban phước hoặc giáng họa cho mọi chúng ta, thưa quý vị. Có một cái câu chuyện rất là vui. Một anh chàng, anh đi đâu đó, anh lấy được một cái quả trứng, mà nó trùng hợp cách sao, nhà anh cũng có một cái con gà mái, nó vừa đẻ ra 11 cái trứng, gà bắt đầu ấp. Thì anh ta mới lấy cái trứng anh ta nhặt được đó, anh ta bỏ vô cái ổ gà, và gà bắt đầu được ấp. 21 ngày sau, 12 quả trứng được nở ra. Bắt đầu gà mẹ dẫn 12 đứa con đi ăn. 5 tháng trôi qua, tất cả 12 đứa con được khôn lớn, được đủ lông đủ cánh. Lúc bây giờ trên bầu trời có một con chim ưng,
có một con chim ưng bay là đà. Quý vị biết cái anh ta nhặt được cái quả trứng đó là trứng gì không thưa quý vị? Đó là con chim ưng, quả trứng của chim ưng. Chim ưng mẹ bay bầu lên là đà trên bầu trời để nhìn bà con. Thế thì con chim ưng con đủ lông đủ cánh kia nói với mẹ gà: ai vậy? Ai mà kỳ diệu vậy? Ai mà oai hùng vậy? Mẹ gà mới nói: đó chính là chim ưng. Con cũng có khả năng bay lên, bay cũng giống như con chim ưng trên bầu trời kia. Con chim ưng con không tin thưa quý vị. Hỏi thì: thế thì anh chị con có thể bay lên như vậy được không? Gà mẹ nói: không được. Anh chị con có thể bay lên trên bờ rào mà thôi. Nhưng mà con thì bay được. Chim ưng con không tin. Nhưng mà mẹ gà nói mãi, cuối cùng chim ưng con kia nhúng chân và vỗ cánh, cuối cùng bay lên bầu trời. Thì cái câu chuyện nó rất là ngụ ngôn thôi, nhưng mà nó dạy, nó giúp cho chúng ta để thấu hiểu một cái đạo lý rất là hay. Chúng ta cũng giống như cái con chim ưng, chúng ta cũng có thể bay lên được bầu trời tự do và hạnh phúc. Chúng ta có thể nâng cao đời sống của mình, được an lạc, được hạnh phúc và được trở thành một người cao cả trên cuộc đời này. Điều này Đức Phật đã nói cho chúng ta cách đây hơn 2.500 năm rồi. Tất cả chúng sinh đều có hạt giống của Phật. Nhưng mà chúng ta không chịu phát huy, không chịu khai mở, không chịu tưới tẩm cái hạt giống Phật trong mỗi chúng ta. Nếu mà chúng ta tưới tẩm, vung bồi cái hạt giống Phật, thì chúng ta cũng có khả năng dạo chơi khắp chín phương trời, mười phương Phật. Chúng ta có thể nâng cao đời sống của mình, được an vui, được hạnh phúc, được an lạc, được giàu sang phú quý. Thì điều đó, tất cả chúng ta phải ý thức như vậy. Nhưng mà chúng ta muốn khai mở cái hạt giống Phật đó bằng cách nào? Cái điều đó là ở mỗi chúng ta mà thôi. Quý vị, ở đây chúng ta tu theo cái pháp môn niệm Phật. Nếu mà chúng ta thuần thục về cái pháp môn này, chúng ta tu tập thắp sáng cái tâm mình bằng cái câu niệm Phật, chúng ta thắp sáng nó lên một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, chúng ta không cần phải tu gấp, tu rút, thời khóa, chúng ta theo thời khóa, chúng ta tu tập cũng giống như cơm ăn, nước uống, hơi thở của mỗi chúng ta vậy. Chúng ta đi chậm nhưng mà chắc mà bền, lúc nào cũng đi, lúc nào cũng niệm, không cần phải cố gắng mà lúc nào cũng phải làm. Nếu mà chúng ta tập thuần thục như vậy rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ có an lạc. Tôi ví dụ một điều rất là dễ hiểu thôi. Ví dụ như một đứa bé được người mẹ sinh ra, nó quen với cái hơi ấm của người mẹ rồi. Hôm đó người mẹ đi ra ngoài đồng làm ruộng, đứa bé đó nó khóc. Cái người hàng xóm, mặc dù người hàng xóm có bàn tay rất là mềm mại, nhưng mà bồng đứa bé đó, đứa bé nó vẫn khóc thưa quý vị. Nhưng mà người mẹ của nó đó đang ở hai bàn tay lấm đầy bùn, thân hình dơ giấy, nhưng mà bồng nó nghe cái mùi, nó tự nhiên nó hết khóc. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy. Chúng ta bất an, chúng ta đau khổ, chúng ta chỉ cần đem tâm của mình về với cái thân, niệm sáu chữ Di Đà mà lâu nay mình đã niệm,
một câu niệm Phật giải oan ương. Ngày xưa thầy tôi dạy như vậy: 6 chữ Di Đà lâu nay con đã niệm, một câu niệm Phật giải oan ương. Quý vị đã thuần thục, đã gọi mời cái câu niệm Phật, thắp sáng cái tâm của mình lên, mình đã quen thuộc với nó. Chính câu niệm Phật và đối tượng thắp sáng lên đó chính là người mẹ của mình, thưa quý vị. Mình chỉ cần quay về với người mẹ của mình thì mình mọi vấn đề bất an, mọi vấn đề đau khổ thì tự nó tiêu hết, thưa quý vị. Chính vì vậy mà mình có một cái tâm chỉ rất rõ ràng. Để gì? Để khi tâm của mình nó đi chơi ở đâu xa đó, tâm của mình nó bị vọng tưởng, ngoại cảnh làm cho hình hài, làm cho tâm của mình bị rối rắm, bị khổ đau, mình chỉ cần mời gọi về, thắp sáng cái tâm mình bằng cái câu niệm Phật. Thì lúc bây giờ mình sẽ được bình an, mọi việc đều rõ sáng. Cho nên cổ nhân có nói một câu như thế này: tâm bất tại thân, thị như bất kiến, thính như bất văn, thực như bất tri kỳ vị. Tâm mà nó nằm ở ngoài thân, nó thả đi đâu rong chơi đó, thì dù cho chúng ta ăn, dù cho chúng ta thấy, nhìn nhưng mà không thấy, lắng tai nghe mà không nghe, ăn mà không biết mùi vị nào cả, nhưng mà cái tâm khi mà nó đã gọi mời về cái hình hài của mình rồi, hằng ngày mình gắn kết với một câu niệm Phật, mình đã quen thuộc với người mẹ hiền thường sống bên mình, thì mọi việc chúng ta sẽ được an toàn, sẽ được tỉnh tại, sẽ được an lạc, sẽ được hạnh phúc. Vậy thì chúng ta muốn cho cái tâm chúng ta nó không còn những cái vọng tưởng thì quý vị làm sao ạ? Chúng ta muốn cho cái tâm của mình nó được thanh bình, dẹp tất cả những vọng tưởng, thì chúng ta phải làm gì? Quý vị biết không ạ? Tôi ví dụ quý vị có một cái đám cỏ, một cái đám đất. Cỏ nó mọc lên rất là nhiều. Thì quý vị sẽ làm gì? Nếu á mà mình dùng cuốc, mình cuốc cỏ thì cỏ vẫn lên. Nếu mà mình lấy thuốc rải cỏ làm cho cỏ chết, một thời gian cỏ vẫn lên. Rồi chúng ta cày bừa trên mảnh đất đó, cuối cùng cỏ nó vẫn lên. Vậy thì chúng ta muốn cái đám đất đó nó có giá trị, nó không còn cỏ mọc, thì mình là phải làm gì ạ? Sao? Mình phải trồng trên đó một cái gì? Một cái đám hoa màu, hoặc là một cái đám lúa, hoặc là một cái rừng cây, thì cỏ sẽ không bao giờ mọc nữa, thưa quý vị. Hoặc là mình làm một cái tòa lâu đài trên mảnh đất đó thì cỏ cũng không có khả năng mọc được. Như vậy thì tâm của chúng ta cũng vậy. Bình thường chúng ta nói thôi để mình cố gắng, mình tham mình ly tham, giận mình lìa giận. Khi tâm ganh tị khởi lên mình đoạn trừ. Mình làm vậy thì cái tham, cái giận, cái buồn nó vẫn cứ tìm về chúng ta thôi, quý vị. Nhưng mà chúng ta thắp sáng ngay tâm thức của chúng ta với một câu niệm Phật và duy trì nó, thì không có cái vọng tưởng nào có thể tìm về ở chúng ta, không có sự bất an nào nó tìm về chúng ta đâu, thưa quý vị. Tất nhiên mỗi nơi có mỗi pháp môn khác nhau, nhưng mà chúng ta đã quyết định cho hành nguyện của mình, quyết định cho cuộc đời của mình một pháp môn, thì chúng ta duy trì để tìm lại cái giá trị đích thực của mỗi chúng ta. Nếu mà cái tâm của chúng ta nó bất an, thưa quý vị, thì bao nhiêu điều khổ đau nó đến với chúng ta, phải không thưa quý vị ạ? Cái tâm của ta
nó bất an ngày thứ nhất, bất an ngày thứ hai, ngày thứ ba, buồn giận một năm 365 ngày, ghen tuông ganh tị một năm 365 ngày. Cái nội kết đó nó sẽ tiềm ẩn trong cái hình hài của chúng ta. Lúc bây giờ nó phát ra những cái chứng bệnh rất là nan y. Tại vì tâm bất an, tất cả những độc tố nó sẽ tiềm phục ở nơi cái hình hài của mình. Và điều này khoa học đã chứng minh. Vừa rồi có một cái giải thưởng Nobel rất hấp dẫn. Thưa đại chúng, một cái trường đại học của Mỹ, một nhà khoa học mới làm một cái thí nghiệm để ba trạng thái của một người. Người thứ nhất có cái tâm thanh bình, thì dùng một cái ống mà mình thường hút sinh tố quý vị, thổi vô trong tuyết, tuyết không có đổi màu, lấy cái cục tuyết thứ nhất bỏ qua một bên. Cái tâm mà nó giận mà chưa đủ để giết người, chưa đủ để nói những điều khó nghe, thổi vào trong tuyết, tuyết có màu hơi lam lam. Và một trạng thái thứ ba là người kia giận tức, cái cơn thịnh nộ cực kỳ dữ dội, được thổi vào trong tuyết, tuyết có màu xám. Người khoa học đó đem ba cái bột tuyết đó quậy trong nước cất, 10 phút sau chích vào chuột bạch, thì cái bột tuyết màu xám đó, màu xám đó, cái sự giận hờn giận tức nó đi vào trong tuyết, chích vào chuột bạch ngã lăn ra chết, thưa quý vị. Và hai trạng thái thứ hai, trạng thái thứ hai thì con chuột nó ngắt ngư, và trạng thái đầu tiên thì con chuột hoàn toàn tỉnh rụi, không có vấn đề gì cả. Như vậy thì đây là một điều mà được giải thưởng Nobel. Khi mà con người nó giận tức, nó thổi cái bọt đó vào tuyết, quậy nước cất, chích vào chuột bạch chết. Như vậy thì nếu mà chúng ta giận tức mà không hà hơi đi đâu, thì cái chất độc đó nó đi đâu thưa quý vị? Nó tiềm phục vào trong hình hài của chúng ta chứ nó đi đâu? Nó tiềm phục vào trong cái hình hài chúng ta, nó gây cứng gan, ung thư gan, rồi sao nữa? Bao nhiêu chứng bệnh nó đổ về cái hình hài bé nhỏ của chúng ta. Tại vì tự tác hoàng tự thọ, mình giận, mình tức, mình ghen, mình hờn thì mình chịu chứ ai chịu. Cái tâm đã bất an rồi mà thân còn phải mang nhiều tật bệnh, cái điều đó chúng ta không nên. Quý vị biết, tất cả những vị thầy lớn, tất cả những vị mà có cái tâm hồn lớn, không ai có cái tâm ganh tị hết. Tâm của họ lúc nào cũng bao dung rộng lớn. Cái tâm của họ không bao giờ dung chứa một người, hai người, chấm hết, không bao giờ. Mà dung chứa cả bao nhiêu người, và trước mắt họ không có một người nào là khó ưa, và không có một người nào gọi là kẻ thù. Tâm rất rộng lớn. Chúng ta phải học các ngài ấy, những cái tâm như vậy, sẵn sàng hy sinh cả đời mình để dựng lên những cái đạo tràng lớn. Cho nên ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, ngài có nói hai cái câu rất hay: tâm 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 bất khả tầm, khoan thời biến pháp giới, trắc dạ bất dung châm. Tâm tâm tâm, ba chữ tâm có nghĩa là
tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm tương lai bất khả tầm, tìm ra. Nhưng mà khoan thời biến pháp giới, rộng thì nó biến cả pháp giới, trắc giả nó nhỏ, nó không dung nổi cái kim. Cho nên có những người cái tâm nó chỉ nằm trong cái hình hài của họ thôi, họ chỉ thương họ thôi. Có những người cái tâm của họ nó nằm trong gia đình, con cháu, ra người ngoài thì không có. Có những người cái tâm như cái xóm làng, cái khu phố, cái phường, rồi cái quận. Có những người tâm của họ bằng cái thành phố Hồ Chí Minh. Có những người tâm của họ bằng cái đất nước Việt Nam. Và tâm, có những người tâm thì bằng khối ASEAN trong khu vực. Và có những người tâm thì cả toàn thế giới này. Như vậy thì trong này chúng ta cũng có những người tâm bằng cả cái vũ trụ này chứ. Xin cho tràng pháo tay. Cái tâm mà nó to như cả một cái vũ trụ như thế này thì nó chứa bao nhiêu điều hạnh phúc, bao nhiêu điều cao thượng, bao nhiêu điều an lạc. Cũng giống như biển khơi, nó to, nó chứa được cá kình, cá mập, nó chứa được san hô hổ phách, và nó chứa những cái giếng dầu, nó chứa nhiều điều kỳ diệu trong biển khơi. Biển rất có giá trị. Nhưng mà quý vị biết, cái lỗ chân trâu, cái hố trâu nằm, nó chứa cái gì ạ? Nó chứa những con lăng quăng, phải không ạ? Rồi nó chứa cái gì nữa? Nó chứa những con bọ, bọ nước. Cái tâm nó lớn như biển khơi mênh mông, nó lớn như bầu trời. Nó chứa các cái quả vị Nhất Lai, Bất Lai, A-la-hán, Bồ-tát, Phật, và chứa bao nhiêu điều an lạc. Còn cái tâm nó nhỏ mà cái kim mà bao không nổi, nó chứa cái gì ạ? Nó chứa bao nhiêu điều sầu muộn. Trong kinh Dược Sư có câu: đối với những người bản thân họ còn không dám ăn tiêu, huống chi cho cha mẹ vợ con tôi tớ, cực chẳng đã phải đưa của ra thì đau đớn mến tiếc như là lắc thịt của mình vậy. Những người đó sau khi chết thì đi đâu? Đi vào súc sinh, đi vào gì? Ngã quỷ, đi vào địa ngục mà thôi. Cái tâm nó nhỏ như vậy thì làm việc lớn làm sao được. Cái tâm nó lớn, nó mới có khả năng dung chứa những điều an lạc trên cuộc đời này. Cái tâm nó lớn, nó mới có khả năng làm cho đời sống của mình được nâng lên cao, được bay lên bầu trời, được hạnh phúc. Như vậy thì cái số phận quý vị có thể cột trói trong bốn bức tường chăng? Hay là số phận của mình là làm một con người chăng? Hay là số phận của mình cha mẹ đặt để mình làm một cái nghề nông, làm một cái người nông dân, hay là một cái người ABC nào đó? Hoàn toàn không phải như vậy. Mà số phận của chúng ta là phải là những người tỉnh thức, là những người giác ngộ, là những người cao cả trên cuộc đời này, chứ không phải số phận của mình nhỏ như vậy đâu, thưa quý vị. Mà khi tâm của mình ấy, mà nó được linh thông, tâm của mình nó được tỏa sáng, nó được định tĩnh, thì bao nhiêu điều phước đức nó đến với mình. Cho nên cổ đức có câu như thế này: phước trí linh thông, gì nữa, quả lai thần ám. Cái phước nó đến, cái tâm mà nó linh thông á, thì sao? Cái phước nó tìm về. Những người cái tâm mà họ được rộng lớn, cái tâm của họ được linh thông, trí tuệ sáng suốt,
họ làm chơi mà ăn thiệt quý vị. Họ làm gì cũng trúng hết trơn á. Trồng lúa cũng trúng lúa, mà làm hoa màu cũng trúng hoa màu. Mà đôi khi mua miếng đất thì đất lên, mua vàng thì vàng lên. Đi đâu gặp may đó à, làm gì cũng được hết trơn á. Tại vì sao? Họ có cái phước, họ có cái tâm họ rộng lớn, cái tâm họ thanh tịnh, cái tâm họ nó tốt, cho nên họ làm cái gì có thiện thần, có Bồ Tát, có quý nhân giúp đỡ họ. Ngay cả những người khúc mặt khúc mày cũng có thể mật thì gia hộ cho họ. Đó là những người có tâm lớn. Còn sao? Quả lai thần ám. Cái tâm mà nó nhỏ, cái thần nó ám, nó si mê, nó ích kỷ, nó nhỏ mọn, thì sao? Người ta làm được, chứ mà khi người đó ra làm thì bắt đầu có tai họa quý vị. Người ta mua đất, đất lên, chứ mà họ mua đất thì đất nó đứng, đôi khi chỗ đó bị nước, đôi khi nó cuốn đất đi luôn. Rồi đôi khi mua vàng, vàng nó cứ hạ từ từ xuống, nó hạ hết luôn. Cho nên khi mà cái thần nó ám á, cái công ty á, người ta làm ăn nên làm ra, khi mà sang họ thì bắt đầu cái công ty nó đứng lại, phá sản. Cho nên khi mà cái thần nó ám rồi á, thì thôi lo tôi, chứ đừng nói là cái số tôi nó vậy, cái số phận tôi là vậy, không, tuyệt đối không bao giờ. Đừng nói rằng số phận của cha mẹ tôi sinh ra là như vậy, đừng nói như vậy. Mà mình phải nói rằng cái tâm của mình nó sáng hay nó tối. Trong Tương Ưng Kinh, bộ kinh có ví dụ rất hay. Khi mà một cái ánh bình minh vừa xuất hiện thì đằng sau cái bình minh á là gì? Là mặt trời bắt đầu mọc, phải không ạ? Khi chúng ta làm được nhiều hạnh lành, chúng ta có nhiều cái chánh niệm, chúng ta có nhiều sự thực tập, thì đằng sau đó là gì? Là an lạc, là hạnh phúc, là phước đức nó đến với mình. Còn mà hoàng hôn bắt đầu có mặt thì sao? Một chập là có bóng tối nó xuất hiện thôi. Cũng như vậy, tâm của chúng ta nó tối đen, chúng ta làm nhiều điều bất thiện, bất tín Tam Bảo, khinh khi chư tăng, bác bỏ pháp môn, thì sau đó bóng tối nó sẽ ùa về chúng ta. Lúc bây giờ là cái gì? Ma đưa lối, gì nữa? Quỷ dẫn đường, lại tìm những chỗ đoạn trường mà đi. Tối thì chỉ có ma thôi chứ ai quý vị? Hoàng mình, cha mẹ mình gửi mình trong ánh sáng, mình có được cái hình hài như thế này, mình ở trong ánh sáng, lẽ ra là mình phải đặt cái vị trí của chỗ bình minh, để mà đằng sau đó mặt trời bắt đầu lên. Nhưng mà mình, cái tâm của mình vậy, nó đặt ngay cái chỗ hoàng hôn, rồi bắt đầu một chập bóng tối nó ùa về. Buổi tối thì thấy đường nào mà đi. Cho nên cái con người vô minh có mặt thì bao nhiêu điều sầu muộn, bao nhiêu điều rối rắm, bao nhiêu điều khổ đau nó tìm về chúng ta. Tại sao bao nhiêu người nó không tìm mà nó tìm chúng ta? Cho nên khi mà một con người mà cũng trong một đám đông đó, mà chúng ta cũng trong một cái khóa tu đó, mà bao nhiêu người được an lạc mà mình khổ đau, mình bị tai họa, thì mình phải nhìn lại cái tâm thức của mình. Cho nên khi mà mình đã biết rồi cái tâm thức của mình phải theo dõi nó từng phút từng giây. Mình thường nhìn về tâm thức của mình, có Phật hay không, có tỉnh thức hay không, hay là để cái tâm của mình nó rong chơi đâu đó, rồi gặp một người nào đó hỏi tu tập, thì chúng ta mới mời cái tâm đó nó về để nói chuyện, thì nó trễ rồi. Xin thưa quý vị, có những vị mà kinh nghiệm về sự tu tập lớn á,
Cái tâm chúng ta tỉnh thức 100% như thế này, nhưng mà khi chết á, khi cận tử nghiệp, cái chết nó chuẩn bị đến với chúng ta, sự tỉnh thức chỉ còn 50% thôi quý vị. Cho nên đừng nói rằng chúng ta chỉ cần đơn thuần gần chết rồi mời quý thầy về tụng để vãng sinh. Thực sự chúng ta mời về, nhưng mà lúc bây giờ tâm gì? Tâm bất tại thân, cái tâm nó sợ, nó hoảng loạn, nó đi ở nơi khác. Cho nên gì? Thị như bất kiến, ông thầy ông tới mà không thấy. Thính như bất văn, nghe quý thầy niệm Phật vậy chứ mà mình không có nghe. Chứ không phải nó, ủa thầy niệm Phật, thầy tới thầy niệm mà sao con không thấy. Trong kinh A-di-đà niệm 10 niệm được vãng sinh mà mẹ con quằn quại với thầy. Lúc bây giờ sao? Cái tâm gọi là sa phụng chim bay, thức tâm theo nghiệp. Cái thức tâm nó đi ra ngoài cái thân rồi, nó chạy đi, nó đến những cái lục đạo rồi. Cho nên ông thầy ông tới mà nhìn ổng mà giống như cái khúc cây tới. Ông đọc kinh mà tưởng ông nói gì á. Ông niệm Phật mà nghe không phải câu niệm Phật, mà nghe cái gì á. Cho nên á, tâm mà nó không được tỉnh sáng, không vun bồi, không tu tập, thì cái chết đừng hòng mà có sự tỉnh thức chút nào. Cái người mà huân tu 100% về chánh niệm, khi cái chết nó tìm về chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ có tỉnh thức 50% mà thôi. 50% đó là đủ để cho mình vượt khỏi bọc lưu, đến với cảnh giới mà chúng ta thầm ước nguyện. Do đó mà cái sự huân tu, cái sự tu tập của mình không để cho nó bị lơi lỏng. Thường thường những người tuy rằng bên ngoài nó hiện tướng phàm phu, nhưng mà bên trong á, họ miêm mật như là Bồ Tát hạnh. Những người đó quý vị coi chừng, độc đáo lắm thưa quý vị. Bình thường bình dân, rất bình dân, quần áo bình dân, giày dép bình dân, ăn nói bình dân, nhưng mà bên trong họ rất là minh. Họ minh như vậy họ mới làm những cái việc lớn như vậy. Cái tâm nó thông minh, cái tâm nó trí tuệ, cho nên nó mới làm những cái việc linh thông, lợi ích cho bao nhiêu người. Chỉ có những người cái trái tim lớn họ mới làm những cái việc lớn mà thôi. Thì tất cả những công đức lành nó sẽ đến với họ. Cho nên có một vị thiền sư có cái câu như thế này: tâm tịnh sầu nan nhập, vô ưu họa bất xâm, đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khâm. Tâm tịnh, quý vị cứ tịnh tâm đi, mọi sầu đau khổ não trong đời người sẽ không bao giờ đến với chúng ta. Vô ưu, tâm nó không có ưu sầu, nó không có tính toán, nó không có mưu mô, nó không có quỷ quyệt, tai họa cũng không sẽ đến, không đến được với mình. Đạo cao lâm hổ phục, cái đạo đức con người, cái đạo lý của mình nó cao. Lâm hổ đây là chỉ cho những cái mà hình tướng mạnh mẽ bên ngoài sẽ rất là khâm phục chúng ta. Đức trọng quỷ thần khâm, đức lớn, thế giới vô hình, quỷ thần là thế giới vô hình mà, phải khâm phục. Cho nên việc làm của mình nó được linh thông. Tâm tịnh sầu nan nhập, vô ưu họa bất xâm, đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khâm là như vậy. Chúng ta có được cái hình hài như thế này rồi, có được cái trí tuệ như thế này rồi, hôm nay gặp được chùa Hằng Pháp, tu đã 71 khóa tu rồi. Trước đó chúng ta là ai chúng ta biết không? Trước đó chúng ta làm gì chúng ta biết không? Ngay nơi đây kể quý vị một cái câu chuyện. Có một người họ có được một cái bao mà chứa rất nhiều hộp tròn tròn. Anh ta vào lúc buổi chiều,
anh ta buồn, anh ta vác cái bao mà có những hột tròn tròn đó đến ngay cái bờ sông. Nước chảy xiết rất mạnh. Anh ngồi buồn vào trong bóng đêm mà. Anh ta mở cái bao ra, anh ta lấy từng cái hạt tròn tròn đó quăng xuống dòng sông. Quăng hạt thứ nhất thì nước cuốn trôi. Quăng hạt thứ hai thì cũng nước cuốn trôi, nước xoáy rất mạnh. Và anh quăng những cái hạt tròn tròn đó cho đến sáng, còn một viên duy nhất thôi quý vị. Mặt trời bắt đầu lên. Ánh mặt trời chiếu vào trong tay của anh. Anh ta nhìn té ra là gì? Cái viên kim cương. À, anh nói tiếc quá, hồi hôm giờ do cái bóng đêm nó không thấy, cho nên bây giờ tới sáng là ánh sáng mặt trời lên thì thấy là té ra hồi hôm giờ mình đã quăng hết một bao kim cương, còn có viên duy nhất. Thế thì anh ta ngồi tiếc. Thôi, còn một viên mình đem về, mình mua một căn nhà, mua một cái vườn, rồi mình làm nông mà mình sống, và mình mua tất cả những cái vật dụng tiện nghi trong nhà. Cái anh chàng như vậy, cái câu chuyện nó rất là đơn giản, nó gợi cho chúng ta một cái đạo lý gì? Đời của chúng ta cũng đã giống như là những viên kim cương chúng ta thầm, chúng ta quăng nó xuống dòng sông sanh tử này, quăng cho đến bây giờ còn có cái thân già, còn viên duy nhất à. Bây giờ sao? Viên này mà quăng nữa thua luôn. Bây giờ cái viên này thì chúng ta ôm về chùa Hồng Pháp mà gửi. À, bây giờ sao con xin còn có viên duy nhất, con xin thượng tọa trụ trì và tăng chúng chùa Hồng Pháp con gửi. Bây giờ thôi con quyết định cái viên này, con đổi một chiếc thuyền Bát Nhã, con chạy chơi vậy thôi, chứ không có. Tuy rằng chiếc thuyền nó không đáy, nhưng mà nó chở mình đi đến tịnh độ, đi đến Niết Bàn. Chứ không phải cái chiếc thuyền Bát Nhã mà nó chở mình đi, đi đâu? Đi xuống hố sâu vực thẳm nữa đâu. Tại vì Bát Nhã là trí tuệ mà. Còn cái thân, còn có cái số phận cuối cùng của mình, cái thời gian cuối cùng của mình, của đời người này, dùng hết cho chánh niệm, dùng hết cho thời gian để tu tập, dùng tất cả, còn một hơi thở cuối cùng cũng xin hồi hướng về tịnh độ, hồi hướng về cực lạc, hồi hướng về xin làm con của Đức Phật A Di Đà. Quý vị có đồng ý vậy không? Thì cũng như vậy, khi cái đời người của mình, có những người họ sống nhưng mà cái lòng tham vọng của họ nó quá lớn đi. Cái lòng tham vọng nó quá lớn, cho nên con người mà càng cầu toàn chừng nào thì sao? Thì càng khổ đau chừng đấy. Chúng ta dùng hết những cái năng lực của mình để mà làm cho cái đời sống nó được nâng lên cao. Nhưng mà nó cao cỡ nào kệ nó, không quan trọng. Đừng có nói rằng là tôi phải dứt khoát tôi đến cái đích đó mới được. Ngày xưa có một anh hoàng tử, anh đi dạo, đi vi hành mà. Anh thấy có những mũi tên nó bắn vào vách tường, mà mũi tên nào nó cũng đi vào trong cái vòng tròn hết. 100 phát cũng nằm trong cái vòng tròn đó. Anh ta mới hiếu kỳ, anh ta muốn tìm ra là tác giả của những mũi tên này là ai. Anh ta hỏi từ đầu làng cho tới cuối xóm. Người ta nói rằng là có một cái người trong xóm, một thanh niên là tác giả của những mũi tên đó. Anh ta hỏi tại sao mà anh bắn thiện xạ như vậy, anh dạy tôi cái cách bắn đi. Người thanh niên ở cuối xóm kia mới nói dễ thôi thái tử, tôi bắn xong rồi tôi mới dễ sâu mà.
Chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập về nhà, cái đời sống của chúng ta nghèo thì mình ghi nhận nghèo, giàu mình ghi nhận giàu, con cái thành đạt mình ghi nhận sự thành đạt đó, điều kiện gia đình của mình như thế nào mình ghi nhận như thế đó. Bởi vì sao? Mình đã tu đúng pháp môn rồi, mình đã cố gắng nỗ lực hết sức rồi, mình đã dùng hết trí tuệ của mình rồi, và cái đạo đức luôn luôn lúc nào cũng đã đầy đủ rồi. Cái đạo đức của mình nó có mặt, trí tuệ của mình cũng có mặt, và sự nỗ lực cả cuộc đời mình cũng đã có mặt. Thì nó trúng ngay chỗ nào đó nó trúng, chứ đừng có buồn. Mình buồn nó có khác không? Ví dụ như mình vẽ một cái vòng tròn trước, rồi mình nhắm mình bắn, vòng tròn nó không vô mà nó vô ngoài, nó trúng ở ngoài á, buồn. Có những người rất kỳ vọng, nói tôi phải là những người giàu, tôi sẽ là những người hạnh phúc, khi có chồng, chồng tôi phải là giám đốc, con tôi là tuyệt đối phải đẹp, khỏe mạnh, học giỏi, đỗ đạt cao. Có những người nói vợ tôi thì phải là siêu người mẫu kia, con tôi thì phải là rất là khả ái. Nhưng mà rồi rốt cuộc cưới chập tay biến thành què. Đứa con không may nó rủ nó đi chơi game, xong rồi là nó qua cái heroin nó chơi luôn. Thì bắt đầu nỗi buồn này nó dẫn đến nỗi buồn kia. Cho nên khi á, mà Bồ Tát á, là sợ cái gì? Sợ nhân. Chúng sanh là sợ cái gì? Sợ quả thôi. Cái nhân mình không lo mà cứ sợ cái quả. Mình cứ cố gắng huân bồi cái đạo hạnh, nỗ lực tu tập trong từng giây từng phút, thắp sáng cái chánh niệm. Chúng ta phải mời tất cả những cái chánh niệm hãy về đây sống với mình, cũng giống như người mẹ của mình vậy, thì cuộc đời của chúng ta sẽ rất là an lạc và hạnh phúc. Có một vị sư tu theo tâm của Tịnh Độ, ngài có đưa ra một cái hình ảnh rất là hay, ví như là con nhện và con tầm. Con tầm ấy, khi mà nó ăn cái gì? Nó ăn dâu, nó nhả ra tơ, và những cái tơ đó nó kén lại, nó thu, nó bao phủ cái con tầm đó. Người dịch vải muốn lấy cái tơ đó là phải làm gì ạ? À? Phải luộc, phải luộc. Con tầm nó chết thì mới lấy được tơ, còn con nhện thì không. Nó nhả ra tơ, nhưng mà nó đi ở trên tơ á. Cái hình ảnh của một vị sư đó nói rất là hay. Chúng ta tạo ra tiền bạc, danh lợi, vật chất, địa vị, nhưng mà khi nó đụng tới tiền bạc, vật chất, địa vị thì nó phải qua cái xác này mới lấy được cái đó. Cũng giống như con tầm vậy, muốn lấy tơ thì phải luộc tôi mới lấy được tơ. Đôi khi những người mới vừa mất cỡ một nửa gia tài à, mà họ chết, họ tìm đường họ chết, nhảy lầu chết, uống thuốc tự vẫn chết. Mới có mất một cái người con gái à, rồi phát khùng phát điên, rồi mất đi những cái phần trong hình hài của mình thì nản, chán, buồn, rồi tìm đến cái chết, cũng y như con tầm vậy.
muốn lấy những cái tài sản, tài sắc, danh thực thì của tôi thì phải qua cái xác của tôi trước. Quý vị thấy cái người đó là khôn hay dại? Cũng giống như con tầm, nhưng mà con nhện thì không. Con nhện á, nó nhả ra tơ. Cái tơ đó là cái vũ khí để nó bắt mồi. Khi gặp nguy hiểm, con nhện chạy mất. Bỏ tơ vào ổ nhện, ai muốn làm gì làm. Cho nên chúng ta mà có bay về tịnh độ thì tài sản của chúng ta ai muốn làm gì làm. Chúng ta tu tập, chúng ta có ăn vui, chúng ta có hạnh phúc, nó có mất đi một hai cái thì cũng chẳng sao. Nhưng mà người khôn ngoan á, chúng ta lấy tài sản gửi về tịnh độ cũng được. Quý vị muốn gửi không? Bây giờ cái tài sản, tài sắc, danh thực thì của mình á, mình khôn ngoan á, là mình phải tạo nó thành những cái công đức lành mình mới gửi được. Chứ mình để nó cồng kềnh như vậy vác đi không nổi, đem gì không có được. Phải tạo nó thành những cái rất là mịn rồi mình mới gửi về. Tài sắc danh thực thì quy lại trở thành cái thiện pháp, trở thành cái đời sống tu tập và cái sự chánh niệm của mình. Người khôn ngoan thì tinh luyện. Luyện làm sao mà cái tài sắc danh thực thì nó thành Di Đà hết trơn hết rồi á, thành những cái giá trị tu tập của mình. Thì cái người tinh luyện được như vậy thì người đó mới giỏi. Rất là đơn giản thôi. Khi mà tâm của mình được tỉnh sáng, tâm của mình có trí tuệ thì nó phát tiết ở đâu à? Nó phát tiết ra mắt, nó phát tiết ra tai, nó phát tiết ra mũi, lưỡi, thân ý. Cho nên tâm tốt là ý tốt, mà tâm xấu là cái ý nó xấu à. Quý vị tự mình hỏi mình có ý xấu hay ý tốt? Nhiều khi cũng trong một xóm làng, bạn bè cùng chòm xóm với mình, mà chồng của họ quá tốt, vợ của họ quá tốt, con cái của họ quá thành đạt, mình sao ạ? Mình ganh đúng không ạ? Ganh tị khởi lên rồi. Mà ganh tị khởi lên thì sao? Ganh tị á, nó không có giết gì người kia hết, nó không làm cho người kia thấp đi, mà nó chỉ làm cho mình héo hắt đi. Người ta nói là cái lòng ganh tị á, nó cũng giống như con rắn á. Con rắn nó ở trong cái tim đây nè, nó cắn mình từ từ. Khi mà ganh tị á, thì con rắn nó cắn cái, ganh tị khởi lên thì nó cắn thêm hai cái. Tại vì sao? Người ta nghèo, người ta đói, không sao hết trơn á. Nhưng mà ganh tị đau lắm. Cái tâm mà ganh tị nổi lên thì nó cắn nát hết cái tim. Nó cắn còn hơn là cái con gì H5N1 gì thưa quý vị. Quý vị cứ để coi, cái tâm mà ganh tị á, nguy hiểm vô cùng. Nó cắn dần, cắn mòn, và nó làm cho cái đời sống của mình bất an. Luôn luôn lúc nào nó cũng ở trong cái tim của mình. Như vậy bây giờ mình muốn an lạc thảnh thơi thì mình làm gì ạ? Mình phải bóc cái con rắn đó mình quăng ra đúng không ạ? Mình bóc cái con rắn nó nằm trong tâm của mình quăng ra. Khi quăng ra thì cái tâm, cái tim của mình tự nhiên nó đập tốt à. Nó đập đúng theo cái nhịp của nó. Có người cũng vậy. Khi mà mình cởi bỏ tất cả những lòng ganh tị hiềm hận ra bên ngoài thì lúc bây giờ cái tâm của mình nó sẽ nhu nhuyễn và nó sẽ tự do, nó sẽ an lạc, thanh bình.
nói chuyện về cái vị sư Tông Tịnh Độ. Thưa quý vị, khi mà con người mà mình khôn ngoan cũng giống như con nhện, mình đi trên cuộc đời này đi một cách rất bình thường. Đời cao thì nâng mình lên cao, mà đời thấp thì nâng mình xuống thấp, để mình xuống thấp. Trong tầng lâm có cái câu như thế này: trí tuệ hoằng thâm đại biệt tài, đoan cư ba thượng tuyệt trần ai. Cái trí tuệ mà nó hoằng thâm, đó là chỉ cho ngài Quan Âm Bồ Tát. Đoan cư ba thượng, sóng nó nhấp nhô, nhưng mà ngài đứng trên cái ngọn sóng đó, không bao giờ bị cái ngọn sóng đó nó nhấn chìm. Cái đời người của mình nó cũng vậy. Đời, dòng đời thì có thấp có cao, ngoại cảnh có cảnh tốt cảnh xấu, nhưng mà luôn luôn lúc nào mình cũng đứng trên cái đầu sóng ngọn gió đó là mình sẽ an toàn. Không bao giờ bị, mình đứng trên cái ngọn sóng đó không bị những ngọn phong ba sẽ cuốn mình đi. Cái sóng sanh tử đó cũng không làm cho mình chết đi được. Chúng ta cũng được may mắn là chúng ta có được cái viên kim cương cuối cùng. Cái viên kim cương cuối cùng đó là cái hình hài và cái tâm thức hiện tại của mỗi chúng ta. Quý vị biết, cách đây mấy chục năm về trước hoặc 100 năm về trước, quý vị ở đâu ? Quý vị có biết không? Không biết. Không phải là chúng ta không có, nhưng mà chúng ta biểu hiện ở cái dạng gì á, cũng giống như một cái dòng suối. Nó là đà, có những dòng suối nó nằm trên bề mặt của cát, bề mặt của đất, chúng ta thấy được cái dòng suối đó. Nhưng mà dòng suối nó ủ trong những cái lớp lá cây, nó nằm ngầm trong mặt đất, chúng ta cũng không hề thấy cái dòng suối, đúng không ? Chúng ta cũng vậy. Chúng ta biết chúng ta có mặt ngày hôm nay thôi, mà chúng ta không biết cái đời sống quá khứ của mình là ai. Nhưng mà không phải là không có. Chúng ta ở một cái dạng gì đó. Hôm nay, ví dụ như chúng tôi đi, trong giấy khai sinh á, thì tôi sinh ngày 27 tháng 2 1966. 27 tháng 2 1966 thì tôi được biểu hiện ra. Chứ trước đó tôi không biết tôi là ai hết. Nhưng mà không phải là không có. Nhưng mà rồi 2000 mấy đó thì tôi không có nữa. Nhưng mà cũng đâu có phải là mất. Bởi thế cho nên mình có được, mà bao nhiêu người được biết đến mình là bắt đầu từ năm 1966 đó. Thì người ta biết được mình, cha mẹ mình biết mình, bao nhiêu người thấy mình. Và mình cũng biết được mình rõ ràng, ngồi ở đây. Bây giờ mình làm sao mà mình không còn phải quay lại bồng bềnh như một xác chết lê lết trên cái trần gian này, không qua lại sáu đường nữa, mà phải cắt đứt, không quay trở về cái dòng sanh tử khổ đau. Đó là mỗi chúng ta có thể làm được điều này. Khi mà chúng ta không gieo tất cả những cái lậu hoặc để mà ươm mầm cho đời sau, không gieo những cái mầm mống khổ đau, không có tích lũy những cái điều bất thiện, thì chúng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ đẩy tới cái đời kế tiếp để mà làm cái thân mệt mỏi. Nếu chúng ta mà vụng tu, cái sự ác bất thiện pháp nó đi đến một cái cảnh giới là gì? Súc sinh, ngã quỷ hay địa ngục. Làm sao mà nghe pháp được? Làm sao mà tu tập được? Thì chỗ đó là chính là cái chỗ khổ đau nhất của đời người của mình. Cho nên cái khổ đau nhất của đời người là gì? Là vô minh, là tà kiến. Cái đó là cái khổ đau nhất, chứ không phải nghèo đói mà khổ đau đâu. Mệt mỏi, bệnh tật không phải là khổ đau. Mà cái khổ đau là cái vô minh, cái tà kiến, không nhận diện được cái sự tu tập
mà không thấy được đời này và đời sau, mà không thấy được cái dòng sinh mệnh của chúng ta. Cái dòng sinh mệnh của chúng ta nó chạy miên man bất tận, không có một cái chỗ dừng. Chúng ta tạm gọi trôi nổi trên trần gian này bao nhiêu mươi năm, mấy mươi năm chúng ta biết, nhưng mà sau đó nữa chúng ta không biết, trước đó nữa chúng ta cũng không biết. Nhưng mà cái biết bây giờ là cái mấu chốt để mà làm cho đời sống của mình cao thượng hoặc là thấp hèn. Cái biết ở chúng ta đây này là cái biết để mà chúng ta cắt đứt tất cả những cái mầm mống của khổ đau để gieo qua cái đời sau. Chúng ta phải luộc chín hết tất cả những cái mầm mống khổ đau để mà lê lết đến đời sau, ngay tại bây giờ và ở đây. Chúng ta có được pháp môn rất là vững chãi, chánh thống. Chúng ta có được một cái đạo tràng và các cái vị thầy rất là trí tuệ. Chúng ta có cái đời sống rất tốt. Đây là cái mà viên kim cương cuối cùng chúng ta phải làm cho cái số phận của mình cao lên. Số phận không phải là nghèo, là khổ, là giàu, là có gì cả. Đẹp để hạnh phúc gia đình lứa đôi, con cái độ đạt cao, đó là những cái trần gian bình thường. Mà cái số phận của mình phải là người giác ngộ, sẽ là người tỉnh thức, sẽ là người mà mình biết chắc rằng mình sẽ đặt chân vào cái dòng của thánh quả, cái dòng họ của mình là dòng họ của Phật, gọi là Thiệu Long Thánh Chủng, Chân Nhiếp Ma Quân. Cái dòng của mình là dòng dõi của Phật, dòng dõi của tỉnh thức, dòng dõi của bậc thánh. Tuyệt đối mình không quay về làm dòng dõi của cái họ chó, họ mèo, họ trâu, họ ngựa nữa. Nhưng mà vụng thì họ người cũng được, họ chư thiên cũng được. Còn tiếp tục ươm mầm qua đời sau tu tiếp, nếu chưa giác ngộ trong cuộc đời này. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần giữ năm giới, chúng ta chỉ cần giữ 10 giới là chúng ta cầm cái vé đi vô làm người tiếp. Chúng ta phá năm giới, chúng ta phá 10 giới thì chúng ta cầm cái vé xuống làm con chó, con mèo, con heo, con ngựa vậy thôi. Nhưng mà chúng ta tu rút, loại trừ tất cả những phiền não, trí tuệ được thắp sáng, có cái hạnh nguyện thiết tha. Cái hạnh nguyện nữa chứ không phải tu là đủ đâu. Hạnh nguyện, cái hạnh nguyện đó là gì? Là cái nguyện lực của mình ấy. Cũng giống như con trâu ấy. Nó mạnh, nó khỏe, chứ mà thả nó đi một mình ấy, thì nó sẽ vô nó ăn lúa, nó sẽ phá phách. Nó mạnh, nó khỏe, ai làm gì được nó? Không ai làm gì được hết. Nhưng mà cái con trâu đó nó có người đứng sau mà cầm cái roi đánh và đi dí nó đi đúng đường thì con trâu đó đi sẽ đúng đường. Cái phước báo của ta cũng vậy. Khi có phước báo giàu sang phú quý rồi, một vợ kiếm thêm 10 vợ, một chồng thì kiếm thêm trai tơ. Phước báo có rồi mà sợ gì, nhà cửa có rồi, quyền lực có rồi, ai dám làm gì? Thì chúng ta tìm về cái con đường khổ đau đi tiếp. Nhưng mà cái phước báo đó có cái nguyện lực, dạ thưa Đức Phật A Di Đà, cho con tất cả những cái phước báo này, con hồi hướng về tịnh độ. Có cái nguyện lực rất rõ ràng. Khi cái nguyện lực đó mà mình có mặt thường trực, dù có một cái cơ thể cuối cùng, hơi thở cuối cùng, cái hình hài này nó có thể nằm liệt một chỗ, còn cái hơi thở mà nằm liệt một chỗ đó cũng hồi hướng về cho Đức Phật Di Đà, chứ cũng đừng tiếc làm gì.
Nói chung có bao nhiêu hồi hướng bấy nhiêu. Thì hôm nay chúng tôi đến đây để chia sẻ cho quý vị một cái đề tài là số phận. Chúng ta đừng bao giờ than thân trách phận của mình, vì cái số phận nó không có định một cái nghiệp nào cả, nó không có quy định một cái đời sống nào cả, mà cái số phận đó là quyết định ở mỗi chúng ta, quyết định đó ở mỗi người chúng ta. Mà muốn cho đời sống của chúng ta được nâng lên cao thì cũng chính chúng ta, mà muốn ta dìm cái đời sống chúng ta xuống thấp, đau khổ, rối rắm, thất vọng cũng ở mỗi chúng ta. Và kính chúc cho toàn thể đạo tràng có một mùa Vu Lan tràn đầy hỷ lạc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Chứng Minh.